phê thì như thế nào tổ chức này? Giờ thầy bức xúc rất nhiều quán cà phê. Thứ nhất, đến các cái quán cà phê có máy lạnh, có cửa kính, và thầy bức xúc cái vấn đề rất là nhiều phức tạp, và nhiều quán ế cũng do lý do nhắc nhở người ta nói nhỏ. Thì thầy có một cái băn khoăn và cái đáng thương tiếc cho những người mà chủ hoặc là nhân viên nói một câu đơn giản nhỏ to hoặc là kêu người ta đừng nói hoặc nói nhỏ thì bực mình. Thì hiện nay thầy nói chuẩn bị không phân riêng thầy mà nhiều người khác, thầy nói cái quán cà phê là nơi nhiều chuyện nhất, và quán cà phê là nơi để ta tụ tập nhiều người để nói dốc, nói sượt, nói chuyện đúng, nói chuyện bà tám ông tám không đúng không, mà giờ không cho người ta nói chuyện rồi người ta nói, có người nói to là có do cái khẩu với cái miệng người ta có sức khỏe người ta mới nói lớn, gì cái giọng người ta lớn người ta mới nói lớn. Mà con nói giờ đến quán cà phê, những cái quán máy lạnh, những cái quán cà phê thành phố quận nhất, quận 2, quận 3, mà thầy vô ví dụ như giờ mình vô ăn đi, có cái quán cũng kêu mình nói nhỏ, tự nhiên mình nói chuyện khách của mình lỡ nên kêu nói hoặc nói nhỏ nhỏ là cái đó là thầy ghét nhất, hoặc nói nhỏ nhỏ đi. Rồi giờ thứ hai nữa cũng bực mình nữa, ở giờ mày bật nhạc sầm rồi khách người ta nói chuyện mày để nhạc làm gì, mày tắt cái nhạc cho giùm tao cái chưa, mày để nhạc làm gì, nhạc sầm thầy nói nhẹ nhẹ. thì cái đó là thầy nói nhỏ nhất rồi, nhẹ nhất rồi, còn hơi nặng là thầy chữ thề chữ tục không. Giờ con nói là không chữ tục thì được, nhưng mà nói lớn nhỏ là cái âm thanh với sức khỏe. Con nói giờ nhiều người già đi muốn nói có hờ đâu nổi, người trẻ người nào trẻ giọng nói tốt giọng nói to là những người đó là phổi tốt, tim tốt, khẩu tốt và cái gì phải không, lời nói đủ sức khỏe. Còn những người yếu tim yếu phổi hoặc sức khỏe không có nói không nổi, nói đến nỗi mà con lắng tai con không nghe được luôn, nói trong họng y nói mày nói gì cái gì tao không nghe, nói gì lớn cho nói con nổi. Người ta hỏi giờ con hỏi cái lời nói, người nói quá nhỏ, người nói quá lớn, người phải nói vừa vừa. Thầy nói cái mỗi người có một cái giọng nói khác nhau, mỗi người có âm thanh khác nhau, hoặc cái máy vậy, máy là già giờ cũng tin mua cái lo đi, ta nói mấy cái máy mà tỷ phú mà cái máy lên mắc tiền mới dỗ mạnh dỗ to dỗ lớn, còn cái máy mà cũ cũ với máu dỗ máy rẻ tiền sao lớn, dỗ họ đứt dây lo tắt máy luôn, tắt tắt âm thanh luôn. Nên con nói muốn lớn lớn cũng được, nên con người cũng vậy, người nói to nói nhỏ không phải tao nói mà cái giọng âm thanh nó ta đã nói vậy là lớn, không phải tao nói lớn nó nói nhỏ gì, nhưng mà âm thanh của người ta giống như cái giọng thầy nè, con khỏi cần lo khỏi cái âm thanh thầy cũng nói lớn, trừ khi trời mưa hoặc bên kia có xe cộ với có tiếng nói mà sùm thôi, thấy không. Quận nhất có gì vui mà thấy thầy hay tới quận nhất chơi thầy? Quận nhất có gì vui như đó thì thầy đi học, thì tao hỏi hỏm con rồi, thầy nộp 6 cái hồ sơ 6 trường đại học, hiện giờ thầy học luận chỉ có trường hốt tết là thầy học đại học, do là cái ngành đó nó tóm gọn là mình muốn học vi tính chuyên ngành nhưng không có là phải học đại học thôi, còn tất cả các trường khác là thầy học tiến sĩ. Rồi có một ngành á, thì do là một cái đề tài thì chưa làm thạc sĩ, làm cho xong thạc sĩ lấy cái bằng đó xong mới được lên tiến sĩ, chứ đâu phải mày muốn lên lên. Bởi tưởng đâu thầy học cái ra giáo sư luôn nhé. Thì giáo sư á, giáo sư là tôi nói đại học cũng giáo sư, tôi ví dụ như cái trường đại học, trường trung cấp, cao đẳng hay trường cấp 3 đi, cấp 2, cấp 3 gì cũng vậy, nhưng mà khi con là phó giám đốc hoặc hiệu trưởng trường học là đều là giáo sư với phó giáo sư tiến sĩ rồi, mà con giờ người ta không có, không có giờ con nói là như nào, phó giáo sư là gì, là phó của cái là cái hiệu trưởng, phó hiệu trưởng á, chứ còn không không phải hiệu trưởng, ai kêu gió với phó giáo sư, và ta làm lãnh đạo trong giáo dục ta nói mà giáo sư tiến sĩ và phó giáo sư giám sĩ, thứ nhất là giáo giáo sư tiến sĩ là gì, là hội trưởng, còn phó hiệu trưởng, phó ban tổ chức trong trường đại học đó ta kêu là phó phó giáo sư và tiến sĩ, và người lãnh đạo điều hành. Chứ còn mình thường thường là mình là giáo viên ta kêu là giáo sư tiến sĩ thôi, chứ tao có nói khó không khó gì, ta nói là giáo viên mình dạy học bình thường thôi, tao có chức sắc, chừng nào là phó hiệu trưởng
hoặc làm chức sắc trong bộ, chúng ta kêu bà giáo sư tiến sĩ hoặc là phó giáo sư tiến sĩ. Phó là phó cái một cái trường đó, với phó của ban ban giáo dục trong 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 văn phòng của cái trường đó. Thầy có mơ ước một ngày nào đó thầy được làm giáo sư không? Không. Không có mơ ước gì khi thầy có bằng tiến sĩ rồi. Một là thầy có trường đại học, hai là thầy đã có là tự nhiên họ bầu rồi là tự có, chứ không còn mơ ước cái đó. Chuyện nhỏ, hiệu trưởng là chuyện nhỏ, phó giáo sư tiến sĩ cũng chuyện nhỏ. Sợ con không có bằng, không có ăn học thôi, có là bình thường. Bật giùm thầy cái đèn bên đây hai bên luôn cho nó sáng. Thì thầy nói giờ cái vấn đề con, thầy nói cho nghe nhiều cái không không ai phá em. Nhiều cái vấn đề hiện nay, nhiều cái quán cà phê mà người ta khách ta tới tới nói chuyện, cứ người ta nói lớn, mình nhắc dở làm gì? Ta nói tao nói thiệt chứ riêng ai chứ tao thầy chùa, tao kỵ nhất tao đến cái quán cà phê hay quán ăn chứ nói nhỏ nhờ. Nhân viên tao cũng tán, mà chủ tao cũng tán luôn, mà quản lý quán tao cũng tán. Mẹ cái họng tao có họng ăn họng nói, mà tao đến đã tao nói cái chỗ để tao mượn cái chỗ văn phòng kính, mượn cái quán cà phê, uống ly cà phê để tao tâm sự với mời cái người khách lại nói chuyện, mà kêu họ không nói lớn nói nhỏ. Rồi hai người tức rồi công việc nào của người ta, rồi người ta nói chuyện gì mình đừng có quan tâm. Ai cũng có cái sự việc riêng, ai cũng có cặp của ai cũng có hai người ba người khách riêng, để ta để quán cà phê là phương tiện để tâm sự trao đổi làm việc gì đó, mà lại kêu người ta nói nhỏ nói lớn rồi mày nhắc nhở mày coi vậy lời nói ta không không có giá trị gì. Mấy mày với mày phải dễ ta nói người ta, nhắc nhở người ta là khi dễ. Ủa thầy có bị ai nhắc nhở kêu vào quán cà phê chưa thầy? Vậy thầy có bị ai nhắc nhở kêu vào quán cà phê chưa? Có quán ăn nữa. Ủa sao thầy? Vô duyên. Giống như Bình Định bữa lại thầy hẹn quận nhất đi cái chỗ mà đi hội khảo, cái nó hẹn kế bên vô ăn cái nó cũng để cái máy quay, Thiện hỏi tao trả lời thì tao cũng nói vừa vừa, có bụ la làng chữ lộn gì đâu. Là ở đây yêu cầu nói nhỏ nhỏ đừng nói lớn tiếng. Rồi cái tao bực mình, tao nói nhà hàng quản lý đâu, là thằng nào mày tắt cái máy nhạc ngay quán của tao à, để rầm à. Mẹ cái quán mày ăn mà mày bật nhạc tùm lum la hết à. Rồi tao nói chuyện mày không cho cái đi ra. Tao hỏi mày giờ phải tôn trọng cái lời nói, và khách thưa tao có quyền nói kệ ta. Mày tào lao, mày cũng dân nhiều chuyện hay sao mày không cho tao nói? Ta mày nói được, tao nói được, với tao vô quán tao mua tao uống. Thì tao nói chuyện, tao hỏi giờ mày đến quán ăn, hai người bạn bè xong nói chuyện. Rồi quán cà phê là cái chỗ trung tâm để tao đến tao uống, để người ta tâm sự nói chuyện, bàn công ăn việc làm, mà mày lại mày không cho nói chuyện sao bàn công ăn việc làm? Rồi hai người ta vì tiền bạc tranh cãi, nhưng mà ta nói đừng có la làng, đừng có quýnh lộn, đừng có gây sự mà ảnh hưởng tới quán mình. Nhưng mà ta nói lớn tiếng chuyện của người ta, mà ta đừng có gì la lên cả làng cùng nghe kìa. Còn người ta nói lớn tiếng cũng được nữa. Lý do là ta bức xúc, thứ nhất là bị lừa, bị mất tiền này kia, ta lại quán cà phê ta nói để gì? Tranh chấp nhau, ví dụ như hợp đồng giấy tờ hoặc nợ nần không tiền. Ta uống cà phê để ta lợi, ta mời cái người đối tác với tác ta nói chuyện để ta gây nhau, mà mày không cho ta gây cũng không được. Ta nói giờ cái quán cà phê mà nó ế cũng do cái con chủ hàng quản lý mắc dại khùng khùng điên điên. Cái quán cà phê là trung tâm nói lớn tiếng và nhiều chuyện nhất. Không đâu như thầy nói giờ cái quán cà phê nguyên cái vùng quê đi, tao nói mày muốn nhiều chuyện, muốn biết tin tức gì lẹ cũng lại quán cà phê phía làm đàn ông bà tám, ông tám thì tao nói nó chịu nhiều chuyện gì. Bà này ở bận quần cục áo dài ló đít ló khu ló chim ló cu gì đủ mắt, nó cũng nhờ cái quán phải không? Mà cái quán á mày cho dễ dãi, ai nói gì nói, chủ đừng có ra nói, để ta nói tự nhiên. Rồi chủ cũng ra nhiều chuyện luôn thì ok, mày chủ ra cản không cho ta nói chuyện, không nói chuyện của người ta, chuyện của người ta nhiều chuyện nói người ta, cái tự nhiên ra mày cũng nói đừng nói chuyện người ta hay mày gây người ta. Là tao nói quán nó bỏ quán đó, mà tao quán mày ế luôn không ai giờ ta. Rồi cái quán mày lại nói nhỏ lớn tao cũng ai ta. Cái quán cà phê là nơi ta tâm sự trò chuyện giao dịch làm ăn. Mày thấy tao quấy cái quán cà phê của mày tao tán thưởng với không? Ta thấy mày làm cửa kính sạch sẽ, phòng ngăn nắp, bàn ghế đẹp đẽ, rồi sang trọng, rồi máy lạnh, rồi tao mua mắt tiền tao vô tao uống. Mày kêu hai người nói chuyện nó hoài, nó nói gì nó giữ, nó lớn tiếng. Rồi vô quán cà phê mày nói ngồi ngồi hoài,
Ta nói rồi rồi, mấy mốt cái quán mày ế đời đời không ai tắt. Thấy không? Thầy nói cái quán cà phê là nơi để cho người ta tâm sự, trao đổi, làm ăn, làm việc. Với chỗ đi hợp đồng, ta lại giờ ta nói nhà người ta bắt tiện, rồi cơ quan người ta bắt tiện, hoặc nhà người ta xa ta hẹn cái quán nào gần nhất đúng không? Ngồi uống nước được, viết hợp đồng được, trao đổi công ăn việc làm được. Rồi xong ta hợp đồng tại cái quán là ta có bàn, có ghế để người ta viết, để người ta hợp đồng, ký tên, đóng dấu, làm giấy tờ này vậy nọ. Mà lại quán cái đấy, cái chỗ này cái quán chứ không phải mà để trao đổi làm ăn, hợp đồng, giấy tờ, rồi tranh cãi nhau chuyện làm ăn nha. Rồi cái quán này cũng không ai thấy nữa. Thế nhờ vì làm lịch sự, để cho người ta lịch sự. Mà giờ mày tới mày vô lịch sự mà mắc dạy, còn nói lớn nói nhỏ. Tao nói là chính là thằng quản lý cũng mắc dạy, mà chính là con chủ cũng mắc dạy, nó mới hướng dẫn cho nhân viên với quản lý nó làm điều đó, nói nhắc nhở khách vậy. Giống như giờ nè, con đang nói chuyện hai người trên này, thầy lại nói nhỏ nhỏ đừng nói gì. Rồi con nói chuyện được không? Ngượng họng con nói cũng được. Mà hồi đó thầy vô thầy nói lớn không thầy? Thì này, thầy nói giống như con, thầy nói bình thường, cái giọng thầy nó to sẵn, âm thanh thầy nó tốt, phổi thầy tốt, gan thầy tốt, gì thầy cũng dài to bự hết, gì cũng bắp tay hết á. Thầy nói gì cho mày vừa lòng, chứ mày vô duyên. Cái giọng nói á, giống như thầy này nói bình thường nè, không gây lộn lại vậy nè. Còn mày gây lộn mày thử coi, tao la mà mười nhà kia cũng nghe nè. Thấy không? Mà gây lộn cái tiếng nó khác, mà cái gây lộn la làng là cái tiếng nó khác luôn. Tưởng mấy thầy luôn dịu dàng chứ. Mày tao nói có họng ăn, họng nói, mày nói trong họng, mà mày nói nhỏ xíu ai nghe. Tao nói nhiều người già cả đi, cho mày cho bả la, mày la nổi không? Không nói không ra hư, nói không ra tiếng. Còn cái người mà nói nhỏ nhẹ đi, do người ta sinh ra đã nói vậy rồi, lớn lên cũng vậy. Còn cái người ta nói tánh nóng đi, mày kêu ta đừng nóng sao không nóng, mày nói cho đúng à, nó đúng đủ mà nó quýnh mày không bò càng nữa thôi, phải không? Cái người tánh ta nóng, còn cái tánh ta hiền khác, mà tánh ta hung dữ khác. Mày gặp vô cô mà mày nói đàng hoàng hả? Ê, mày lại vô cô mà nó nói đàng hoàng với mày à, mày đàng hoàng nó được, chứ nó mà nói đàng hoàng mày à, phải không? Thầy nói cái quán cà phê tụi con nhận khai vùng quê, khi người ta uống dựa đường hay uống cái nhà bình thường, ngồi gốc cây, vườn cây, hay ngồi trước trước đường, trước nhà hành lang gì cũng được, nhưng mà người ta cũng phải thoải mái cho dân nhiều chuyện, nói gì kệ người ta. Không lẽ chủ với con ra con này, ê mày đừng nói chuyện cái chuyện của người ta, mày đừng nói, mày vô duyên nữa nha. Cái đó mốt hồi lại uống cà phê nữa không? Thì đàn ông hay tuổi trẻ nói gì nói, tụi chơi gì nói bậy nói bạ, nói hỗn nói tục gì kệ đó. Mình chủ quán mình của nó, mình bán nước là cứ bán nước đi. Thầy uống cà phê là thầy văn hóa uống cà phê là vô đó là phải nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, yên tĩnh để không ảnh hưởng đến người khác. Không, vậy là không ai, thầy nói bảo đảm không riêng thầy mà người khác không bao giờ tới nữa. Tại vì cái khi người cái thứ nhất là người ta không, cái giọng nói của người ta phải. Hai nữa, khi mà người ta mượn cái quán cà phê á, đã nói phương tiện bạn bè người ta rủ tới là có công ăn việc làm với ta, hợp đồng lao động, giờ ra giờ bảo hiểm, rồi hợp đồng lao động, giấy tờ dịch vụ gì, hoặc là nhà người ta tới tiện đến tới gọn, là có nhiều người cặp trai gái này kia, hay là bạn bè cha mẹ khó khăn rồi đến nhà kỳ cục, rồi nhà người ta bắt tiện, ta mới ra một cái quán cà phê lịch sự để người ta trao đổi làm ăn công chuyện của ta, mà lại sao mày không nói. Nói nhỏ nói lớn là do âm thanh. Chừng nào tao quýnh lộn, cầm ly hoặc tao đập đó quýnh đó là cản liền, là chủ hay là bảo vệ có quyền nói, có quyền cản, có quyền không cho, đúng không? Còn tao nói chuyện mày làm nó hết nè, nè tao bực mình cái là nè, nó nhỏ nhỏ tao ghét nhất. Mày đang nói cái này từ từ, nói từ từ, nói nhanh quá bị vô duyên. Mẹ mày, cái miệng mày, mày nói nhanh nó lẹ, nói chậm chuyện của tao mày cũng xía vô nè. Mày ngồi mày lắng tai mày nghe hả? Mày bán cà phê hay mày nghe khách nói chuyện, mày lắng tai mày nghe. Thì không phải không ai lịch sự, nhưng mà có nhiều chuyện không có lịch sự được con. Bằng tao không phải hợp đồng nhiều khi cái nó lắm gọn nè. Giống như đây là một cái bàn này là một khách, một cái bàn này khách, bạn kia khách, ngồi kia tuốt kia, nhiều chờ nhóm đúng không? Thì cái nói chuyện nhóm nào kệ người ta, mình buôn bán nhân viên với chủ với quản lý không được quyền nhắc nhở khách. Chừng nào ta dờ bàn, ta dờ ly mà bàn ta cũng có thể dờ. Ví dụ hai bàn mà để sát nhau,
Nhưng mà người ta có hai người thì tất nhiên người ta chia làm hai bốn cái ghế. Ờ mày nói tôi chọi cái này vô mặt mày, giờ mày tôi hay đây tao cũng đang nói chuyện vậy nè. À mày ngồi mày nói mày chu chu mày xì xì tôi chọi dép vô mặt mày luôn. Lấy ly này tôi chọi luôn mày. Phải không? Giờ con này mày tao đang nói chuyện mà mày lận. Mày bận mày đâu? Tao thấy không? Giờ đứa nào mà nói hô mà với hai nè, khi nói chuyện mà lại chỉ như nè, tao bực mình lắm. Nói chuyện mà chỉ một ngón tay nè, bực mình mà tao khu mày luôn. Mày chỉ nguyên mày chỉ nguyên bàn tay gì không ai nói. Nhưng mà mày đưa mày chỉ vô mặt người ta là tao ghét vô cùng và tao đánh mày. Đó chỉ sao này, chỉ sao? Nè, chỉ vậy nè. Chụp hình nữa mày. Thấy không? Chỉ vô mặt vậy nè, mày cảm thấy sao? Giống như giờ khậy nè, giống như điển hình với mày muốn chuẩn bị mày nhắn mạnh gì mày mới chỉ vô mặt người ta. Chỉ là cái có nghĩa cái là tự ái nhất và cái hung dữ nhất và cái bất mình nhất khi người một đối tượng nào đó. Chỉ vô mặt người ta, chỉ trỏ việc của người ta hoặc mày giống như mày đang cảnh cáo người ta. Đó. Rồi nói chuyện mày làm là cái đó là cái bực mình nhất. Tao nói đi xe buýt thì cứ đi xe ngồi im lặng đi, không ai nói.